em nhá. Anh em mình là tiếp tục tài được được đấy đấy lắp phải rẻ nhìn cũng được đấy anh em nhỉ. Xin đây bây giờ đây là lên bể tròn nhá, lên bể tròn của nó. Có anh em nào cần sửa gì thì hãy gọi theo mấy cái số này nhá. Anh em mình chuyên tăng bo đường khó, đường hẹp nhá. Cái cao su rơi này hơi thấp anh em. Móc cái này đi. Lên cái cua này gớp như chỉu tai luôn nhá mọi người, còn 3-4 đỏ luôn. Chở 1.200 gạch với 2 bao xi thôi anh em ơi. Chở nhẹ thôi, chở nặng phá xe lắm. Đợt này không chở nặng đâu, không chở 4-5 tấn nữa đâu, chở 1-2 tấn thôi. Đấy, lên dốc quá gạch đổ về đằng sau hết rồi. Đó.
Anh em thấy ghê không, ghê không? Không biết là anh em ở gần khu vực Nguyên Bình có theo dõi kênh của hai anh em mình hay không nhé. Nếu mà có thì anh em muốn tăng bo các như là gạch này, cát này, xi này, ngay cả trúc củi nhá. Đấy, anh em mình chuyên tăng bo các loại luôn, đủ kiểu luôn nhá. Đó, chuyên tăng bo đủ kiểu luôn để phục vụ bà con, cô dì chú bác. Mùa này thì đến mùa đông rồi, Tết rồi. Anh chị nào ở gần xa, gần khu vực quanh quanh đây thì cần chở củi Tết hay là cái gì thì cứ alo nhá, alo tới số cái 0842 092 198 anh em nhá. Hoặc là 0889053918 nhá, ai đây rồi. Đấy. Rồi, lên đây quay cận cảnh ở đây cho các bạn cùng xem luôn. Đấy, này. Kỳ là đẹp luôn nhá. Đó, mỏ thước. Đấy. Này. Đường này là đường đi lên bể tròn nhá. Rồi, chuẩn bị đến bể tròn. Nhưng mà phải lên vượt bể tròn luôn nhá anh em. Còn đây rồi. Quá cua này thì phải lùi rồi. Ui. Bẻ hết lái luôn. Này. Lên tận trên kia luôn nhá mọi người nhá. Thank you.
tôi đi mấy cái đường bê tông là có một lốp treo thôi, mỗi bên có một hai lốp bên trong này đấy, xe hẹp đi kiểu này là đỡ phải lắp xích anh em ạ. Đấy, không thì đi ra mấy cái ngoài này, ngoài này rất là ướt, rất là trơn, khả năng là phải lắp xích nếu mà lốp trơn ấy. Đường hẹp quá không đi được trước, quay được cho anh em cùng xem rồi. Wow. Chơi toàn đi phát một thôi. Chuột cái vòi đây, chán đây. Lên dốc hết cớ luôn. À, bây giờ đây là gạch đi lên nghĩa trang nha mọi người, không nói thì mọi người là không biết, bảo là không chở đi đâu không nói. Ai mà thích xem một bộ phim mà không biết đầu đuôi câu chuyện đâu nhỉ mọi người. Nằm đây à? Ừ. Hôm
cú là mọi người chưa lùi xuống thôi nhỉ. Có nó bị lở mấy cái gạch đèn lên rồi. Vâng, YouTube. Vâng. 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 Lùi xuống. Nhiều mụn thật không nhỉ, đỏ hết cớ. Ra. Vâng, đổ đây luôn đúng không? Vâng. Ở dưới này là khu có cát chát chứ. Có mấy cái cát thường kia thôi, nếu mà tới thì chắc hôm nay anh phải tìm sàng. Không có, không có bán đây, nguyên tận Nguyên Bình mới có. Con này đâu có dám đi huyện đâu anh. Đây anh ơi. Sao bên kia. Hết cỡ đi, cho hết cỡ. Hết cỡ. Thôi. Cái này đủ phát không? Đây. Đổ đây luôn. Đổ đây luôn. Vé em giữ với. Không không, giữ đây làm gì chúng. Bỏ đi không? Xem luôn nhé, công ty cổ phần xuống Tân Phong. Rồi bây giờ video của mình đến đây là kết thúc tại đây nhé mọi người. Mọi người nào mà chưa đăng ký kênh thì cho mình một đăng ký kênh với ạ. Tỉnh ra. Vậy nha, hello. Đấy là đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả yêu mến của mình nha. Đóng cái bửng, chưa nhớ đóng bửng.